Ở dưới này chúng ta có 3 nguyên liệu: giấm gạo, mẻ và nước nghệ. Thì theo cả hai đội chơi, nguyên liệu thứ nhất, thứ hai, thứ ba này, nguyên liệu nào không có ở trong món ếch om phượng tường? Vâng, cho chúng ta xem kết quả đi ạ. Không có mẻ, không có giấm gạo là khác nhau rồi. À, thưa sếp Dương, không có giấm gạo. Không có giấm gạo là đúng không ạ? Vâng. Tại sao lại không có giấm gạo ạ? À, vì trong cái món này thì về cơ bản là chúng ta sẽ dùng mẻ với lại nước nghệ tạo độ chua, rồi tạo độ sánh, rồi tạo độ thơm, tạo độ ủ. Vâng.